Thời gian qua, không ít cán bộ cấp cao của Trung ương, bí thư, chủ tịch đương chức các tỉnh, thành phố vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và bị xử lý trong đảng, đồng thời xử lý về mặt hành chính, thậm chí bị khởi tố. Điều này làm cho niềm tin của nhân dân, cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng ngày càng được củng cố. Ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, nay là Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng, Càng ngày công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, nhà nước ta càng quyết liệt mạnh mẽ hơn, kể cả những người ở vị trí rất cao cũng không có ngoại lệ, đó là minh chứng rất rõ cho việc phòng chống tham nhũng đã lên một tầm mới, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó. Ông Lê Như Tiến nhấn mạnh, công cuộc phòng chống tham nhũng của chúng ta nói đi đôi với làm, không những chỉ ra những sai phạm của cán bộ kể cả cán bộ cấp cao mà còn có tính răng đe rất lớn đối với những người có ý định nhúng chàm người ta nhìn vào đó để tự soi tự sửa về những cán bộ vi phạm có tiêu cực nhận hối lộ ông lê như tiến tiếp tục trăn trở với việc kê khai giám sát tài sản của cán bộ ông bày tỏ tài sản của cán bộ có bao nhiêu thực tế dòng tài sản và khối tài sản tham nhũng thì rất tinh vi có thể là chuyển đổi chuyển sở hữu cho người thân hoặc chuyển ra nước ngoài hay chuyển thành các bất động sản, công tác kê khai phải đi đôi với công khai và minh bạch để quản lý được dòng tài sản chuyển dịch như thế nào của mỗi cán bộ công chức. Nếu không giám sát thì sau này sẽ rất khó để thu hồi tài sản do tham nhũng mà có. Trên diễn đàn Quốc hội, tôi cũng như các đại biểu cũng đã từng nhiều lần kiến nghị kê khai tài sản thu nhập phải kê khai một cách trung thực, phản ánh trung thực cái diễn biến tài sản của người phải kê. Sau nữa là kê khai xong phải công khai, chứ đừng cất vào tủ của cơ quan quản lý cán bộ. Kê khai xong phải niêm yết công khai, sau đó phải có cơ quan thẩm tra, thẩm định lại xem bản kê khai đó có trung thực chính xác hay không. Nhiều khi cứ kê khai rồi là coi như xong nên không có mấy tác dụng, mấy hiệu quả. Nhiều khi tài sản của họ có 10 nhưng họ chỉ kê khai một, rõ ràng đó là kẻ hở rồi. Như vậy, quá trình kê khai cần có xác minh kiểm tra thẩm tra sự kê khai đó, xem có đúng không, và nếu cán bộ kê khai mà không chuẩn, không đúng thì rõ ràng là sai phạm. Chúng ta nên có giám sát thẩm tra thẩm định kê khai của cán bộ công chức, nhất là cán bộ ở những vị trí dễ xảy ra tham nhũng. Về vấn đề liên quan đến việc nhận biết triệt tiêu lợi ích nhóm doanh nghiệp sân sau, ông Lê Như Tiến dẫn chứng một số vụ việc gây rúng động thời gian qua. Đối với vụ việc Á, vừa qua cơ quan điều tra cũng đã khởi tố một số cán bộ của bộ y tế bộ khoa học và công nghệ và trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh một số tỉnh chúng ta đã thấy được mối quan hệ giữa cán bộ lãnh đạo làm trong cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp đại án việt á là vụ án tham nhũng tiêu cực có hệ thống quy mô từ cơ quan bộ ngành trung ương có liên quan đến các địa phương không dừng ở cấp tỉnh thành mà cấp ở cơ sở đặc biệt liên quan đến cdc của rất nhiều địa phương Cụ thể, theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, đầu năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc rồi lây lan sang một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Học viện quân y chủ trị phối hợp với công ty Việt Á được giao triển khai đề tài nghiên cứu kit test COVID-19, kinh phí gần 19 tỷ đồng trích từ ngân sách nhà nước. Quá trình thực hiện, các bị cáo tại công ty Việt Á Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và một số đơn vị đã có hàng loạt sai phạm, biến kết quả nghiên cứu về kit test COVID-19 từ tài sản nhà nước thành tài sản tư nhân. Công ty Việt Á sau đó sản xuất hơn 8,7 triệu kit test, nâng khống giá nguyên liệu đầu vào, rồi bán cho các đơn vị cơ sở y tế trên khắp cả nước, thu lợi bất chính hơn 1.235 tỷ đồng. Để có thể thuận lợi chen chân vào đề tài nghiên cứu, được nghiệm thu cấp phép lưu hành rồi phân phối kit test, Tổng giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt bỏ ra hơn 106 tỷ đồng hối lộ các quan chức. Người nhận tiền nhiều nhất là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long với 2,25 triệu USD, cựu giám đốc CDC tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tuyến nhận 27 tỷ đồng, cựu phó vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ nhận 350.000 USD. Tổng giám đốc công ty Việt Á cũng chi hàng chục tỷ đồng nhằm cảm ơn một số quan chức đã đưa ra quyết định ra pháp luật có lợi cho công ty. Trong đó, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh nhận 200.000 USD, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhận 100.000 USD. Chưa dừng lại, để bán được nhiều kit test tại nhiều địa phương, cơ sở y tế, công ty Việt Á có chủ trương ứng kit test trước cho các đơn vị này sử dụng, sau đó mới hợp thức hồ sơ đấu thầu. Quá trình hợp thức, phía công ty Việt Á chi phần trăm ngoài hợp đồng cho lãnh đạo các đơn vị, tổng số tiền cũng lên tới cả chục tỷ đồng. Khai tại tòa, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã nhiều lần tự hào về sản phẩm kit test về những đóng góp của công ty này đối với công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, lập luận này bị Viện Kiểm sát bác bỏ bởi lẽ công ty Việt Á đã nâng khống giá kit test để có nguồn tiền chi cho các cựu quan chức, lợi nhuận thu về là không hợp pháp. Kiểm sát viên nói, đi phòng chống dịch để có lợi nhuận bất hợp pháp và dùng số tiền bất hợp pháp ấy để hối lộ chi tiền phần trăm thì không thể xem xét đến yếu tố có công chống dịch. Đáng chú ý, Phan Quốc Việt thừa nhận chi hàng trăm tỷ đồng tiền hối lộ và hoa hồng bán kit test nhưng cho rằng đây chỉ là sự chia sẻ lợi nhuận mà công ty có được chứ không phải là phạm pháp. Việc chi tiền được thực hiện theo barem với các tiêu chí như vị trí công việc của người được chi tiền, lợi nhuận của công ty Việt Á, đóng góp của người được chi tiền đối với lợi nhuận mà công ty có được. Về phía các cựu quan chức, bị cáo buộc nhận tiền từ Việt Á, đa phần đều nhận tội nhưng cho rằng nhận vì phía công ty Việt Á chủ động tự nguyện, chứ hai bên không hề thỏa thuận hay bàn bạc từ trước. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định không có bất cứ sự ưu ái nào đối với công ty Việt Á trong quá trình cấp phép ký test. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói rằng muốn trả lại tiền nhưng vì dịch bệnh bề buộn nên không nhớ để trả. Hiện giờ không biết chiếc vali đựng tiền ở đâu, thấy rất đau xót hay như cựu giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến, dù nhận hối lộ tới 27 tỷ đồng nhưng bị cáo này nói rằng không có sự bàn bạc gì với công ty Việt Á, chỉ biết làm và làm. Khi được Việt Á chi tiền, bị cáo thấy việc này chỉ là sự chia sẻ lợi nhuận, nghĩ là không vi phạm pháp luật nên mới nhận, đến khi bị bắt bị cáo mới biết là sai. Trong bản luận tội, Viện kiểm sát đánh giá vụ án này là điển hình của lợi ích nhóm, tham nhũng có hệ thống, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo cho thấy sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ công chức, làm giảm sút lòng tin của người dân. Tuy vậy, có tới 36 trên 38 bị cáo được đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án dưới khung truy tố. Hai vụ chuyến bay giải cứu cũng phơi bày một số cán bộ biến chất lợi dụng chức vụ để trục lợi. Đây cũng là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng phức tạp xảy ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 bùng phát, được lãnh đạo đảng, nhà nước và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Có tới 54 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ chuyến bay giải cứu này, và đáng buồn là có rất nhiều người trong đó là những quan chức cấp cao được đảng, nhà nước giao cho mọi trọng trách bảo hộ, giúp đỡ công dân, nhưng thay vì thực hiện nhiệm vụ của mình, họ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Vào tháng 1 năm 2020, dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát và dần lan ra nhanh toàn thế giới. Đến tháng 4 năm 2020, đã có hàng triệu người mắc bệnh và hàng trăm nghìn người đã tử vong vì bệnh này. Nhiều nước đã phải áp dụng chính sách phong tỏa đóng cửa biên giới và ngừng các chuyến bay quốc tế. Chính vào thời gian này, trong bối cảnh lo ngại dịch bệnh bùng phát tại các nước, gây khó khăn cho cuộc sống và an toàn sức khỏe, nhu cầu về nước của công dân Việt Nam ở nước ngoài không ngừng tăng cao. Dù điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, công cuộc chống dịch lại đang vào giai đoạn phức tạp và tốn kém, nhưng đảng và nhà nước vẫn tạo thuận lợi để đón công dân của mình trở về tổ quốc. Sau thành công của chuyến bay đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước vào tháng 3 năm 2020 với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, Tháng 4 năm 2020, chính phủ cho phép thực hiện việc đưa công dân từ nhiều địa bàn trên thế giới trở về. Việc đưa công dân về nước được tổ chức theo hình thức công dân thuộc diện ưu tiên, được về trên các chuyến bay do cơ quan nhà nước phối hợp tổ chức thực hiện và cách ly tại các cơ sở quân đội. Công dân chỉ phải trả tiền máy bay, không phải trả tiền chi phí cách ly, gọi tắt là chuyến bay giải cứu. Những đối tượng ưu tiên khi đó được quy định gồm học sinh dưới 18 tuổi, người trên 60 tuổi, người điều trị bệnh tại nước ngoài hoặc có tiền sự các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch, ung thư, phụ nữ mang thai khách du lịch. Thăm thân hết hạn thị thực, sinh viên đã hoàn thành chương trình học, công dân đi công tác ngắn hạn đã hết thị thực, lao động hết hạn hợp đồng. Chủ trương kịp thời này đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế và sự ủng hộ của đồng bào trong và ngoài nước, thể hiện tính nhân đạo của đảng và nhà nước. Những chuyến bay với các phi công, tổ lái, tiếp viên và đội ngũ y bác sĩ không quản nguy hiểm bay đến các vùng tâm dịch để đón công dân Việt Nam về nước đã thực sự trở thành niềm tự hào về tinh thần tương thân tương ái vốn có tự bao đời của dân tộc ta. Sau đó, trước những nhu cầu hồi hương của đồng bào trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp và trong nước đang kiểm soát tốt dịch, song song với những chuyến bay giải cứu, chính phủ tiếp tục cho phép tổ chức các chuyến bay combo các chuyến bay combo được các doanh nghiệp tổ chức thực hiện cho những công dân có nhu cầu tự nguyện trả chi phí trọn gói về nước bao gồm vé máy bay giấy chấp nhận của đơn vị tổ chức cách ly sau khi đã thỏa thuận về chi phí cách ly và giấy chấp thuận cho nhập cảnh phê duyệt cho có tên trên chuyến bay đó từ đầu năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, cơ quan chức năng đã cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 công dân từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Riêng Bộ Ngoại giao đã đề xuất chính phủ phê duyệt 772 chuyến bay, đưa công dân về nước, trong đó có 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo. Theo quy trình, doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chuyến bay combo phải xin chủ trương của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, nơi thực hiện cách ly công dân về nước. Hồ sơ sau đó được gửi về Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để đơn vị này tổng hợp, lấy ý kiến Tổ công tác Nam Bộ, Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông vận tải và Quốc phòng. Bộ Ngoại giao đã phân công đơn vị cá nhân thực hiện việc tham mưu cấp phép các chuyến bay theo quy trình. Tại nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam, tập hợp công dân Việt Nam có nhu cầu đăng ký về nước báo cáo về phòng bảo hộ công dân ở trong nước để lập kế hoạch tổ chức đón về, hỗ trợ công dân ở nước ngoài về thông tin, thủ tục mua vé máy bay về nước, làm thủ tục xuất cảnh tại nước sở tại ở trong nước Phòng bảo hộ công dân thuộc cục lãnh sự do Lưu Tuấn Dũng làm phó trưởng phòng là đầu mối tiếp nhận báo cáo của các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và tiếp nhận hồ sơ xin tổ chức chuyến bay của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sau đó tập hợp dự thảo kế hoạch tổ chức các chuyến bay giải cứu combo theo tháng, theo quý. Sau quá trình này, phòng bảo hộ công dân Lưu Tuấn Dũng trình lãnh đạo cục lãnh sự duyệt. Tiếp đó, bộ hồ sơ được trình lên lãnh đạo Bộ ngoại giao cụ thể là Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ký văn bản gửi tổ công tác bốn bộ liên quan. Để được duyệt qua quy trình này, nhiều doanh nghiệp đã phải dùng chi phí bôi trơn các cá nhân liên quan trong quy trình. Cơ quan điều tra phát hiện, để có chi phí bôi trơn, nhóm 20 doanh nghiệp với hơn 100 pháp nhân phải nâng giá vé máy bay, vẽ thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng có nhu cầu về nước giữa đại dịch. Trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, có 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ và tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng. Ngoài hành vi đưa nhận hối lộ để thực hiện chuyên bay giải cứu, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định còn có nhóm bị can đã móc ngoặt để chạy án cho doanh nghiệp. Ông Lê Như Tiến chia sẻ, Chúng ta thấy rằng, thực chất doanh nghiệp được một số cán bộ lãnh đạo có sự bảo kê để không chỉ vương vòi ở địa bàn đóng cơ sở mà còn sang những nơi khác nữa. Doanh nghiệp đó hối lộ những cán bộ này và gọi đó là cùng nhau phát triển. Tuy nhiên, sự phát triển ở đây không có ý nghĩa gì đóng góp cho xã hội mà chảy vào túi của cá nhân cán bộ biến chất. Theo ông Tiến, cần có chính sách, chế độ, tạo điều kiện để những người là tai mắt, của phòng chống tham nhũng thông báo thông tin lại cho các cơ quan chức năng để cơ quan chức năng kiểm soát tài sản vì không có điều gì lọt qua được mắt của nhân dân. Liên quan đến nội dung trên, ông Nguyễn Túc, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá, công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng thời gian qua đã làm được rất nhiều việc, xử lý nhiều vụ trọng án. Ông Túc nhận định, người đứng đầu nhà nước vi phạm bị xử lý đó là minh chứng rõ nhất cho quan điểm không có vùng cấm không có ngoại lệ đảng ta đã nói là làm có thể thấy nền kinh tế thị trường tạo ra nhiều tác động tiêu cực đến nhân cách của một bộ phận đội ngũ cán bộ đảng viên đồng tiền có ma lực làm cho cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất không kể ở cấp nào khi phát triển kinh tế nhiều thành phần thì thu nhập khác nhau từ thu nhập khác nhau dẫn đến mức sống khác nhau nhiều khi cán bộ đặt cái tôi lên trên cái ta thành ra dẫn đến sai lầm khuyết điểm như thế con số cán bộ vi phạm nó không ở trong một ngành hoặc một lĩnh vực mà nó lan ra nhiều ngành nhiều lĩnh vực không phải ở từng cấp mà là ở tất cả các cấp có một số cán bộ trong thời gian đương nhiệm nói rất quyết liệt về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhưng đến khi bị phanh phui ra vi phạm thì rõ ràng là lời nói không đi đôi với hành động họ nói với cán bộ cấp dưới nhưng bản thân thì đã nhúng chàm mất rồi. Đồng thời theo ông Túc, công tác phòng chống tham nhũng không thể thiếu sự góp sức của nhân dân, bởi các quan chức tham nhũng sẽ không thể giấu được người dân khi xây nhà mua đất. Ông Nguyễn Túc khẳng định, muốn giám sát được tài sản của cán bộ phải phát động dân, quy chế dân chủ có rồi, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân phát hiện ra thì cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, do đó để đảm bảo hạn chế và đẩy lùi tham nhũng thì phải dựa vào dân. Đồng thời ông Túc cho rằng chúng ta phải có cơ chế chính sách để làm sao cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên, song song với việc huy động sức dân, phải có bồi thường sức dân, huy động cán bộ công nhân viên. Lao vào, lo công việc thì chúng ta cũng phải chăm lo cho các đời sống của họ. Thứ hai, phải kiểm soát quyền lực cán bộ, phải làm thực chất hơn. Có như vậy thì hiện tượng chặn sức, chặn quyền, chặn tội mới dần dần bớt đi. Điều thứ ba, là nói ít nhưng phải làm nhiều. Hiện nay có cán bộ nói mà không đi đôi với làm. Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ ngày càng được cụ thể hóa trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay. Đại biểu Trương Xuân Cừ nhấn mạnh, chúng ta có thể thấy rằng những sai phạm của cán bộ từ những người giữ trọng trách cao của Đảng, nhà nước đều được xử lý một cách nghiêm túc và bình đẳng trước pháp luật. Việc này thể hiện rõ quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thể hiện tinh thần quyết tâm kiên quyết của Đảng, nhà nước ta và điều quan trọng nhất là lòng tin của người dân trong công cuộc phòng chống tham nhũng ngày một nâng lên. Có thể nói, đây là một trong những điểm sáng, dù ở vị trí nào, dù ở thời điểm nào mà cán bộ sai phạm thì đều bị xử lý một cách nghiêm minh. Công tác phòng chống tham nhũng đang được thực hiện quyết liệt, nhưng theo đại biểu Trương Xuân Cừ, chúng ta cũng cần làm tốt công tác phòng ngừa để cán bộ không dám không thể tham nhũng. Ông nói thêm, trước hết việc xử lý nghiêm túc đối với những người vi phạm cũng là một hình thức giáo dục răng đe. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thêm nhiều hình thức khác nữa chẳng hạn như có các biện pháp xử lý. Từ lúc cán bộ có những dấu hiệu Ngoài ra, phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, phòng chống tham nhũng và kết hợp với sức mạnh của toàn đảng, toàn dân, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Chúng ta phát động mạnh hơn nữa và nâng trách nhiệm, ứng xử với người dám đấu tranh, dám thông tin những dấu hiệu vi phạm. Bởi vì những người tố cáo đấu tranh nhiều khi vẫn còn lo ngại, chưa có đủ lòng tin. Còn về công tác kê khai, giám sát tài sản của cán bộ, theo đại biểu Trương Xuân Cừ, đây là việc hết sức cần thiết. Đại biểu lý giải, Lâu nay, chúng ta vẫn thực hiện kê khai tài sản cán bộ, nhất là với cán bộ chuẩn bị quy hoạch, đề bạc, bổ nhiệm. Tuy nhiên, mức độ trung thực trong kiểm kê tài sản vẫn còn khiêm tốn. Cho nên, có những trường hợp vi phạm trong việc kê khai tài sản, nếu muốn bản kê ngày một chính xác, trung thực hơn, thì chắc chắn cần có từng bước cải tiến trong công tác kê khai, tăng cường kiểm tra giám sát với công tác này. Cũng theo đại biểu Trương Xuân Cừ, để phát hiện doanh nghiệp sân sau, trước hết cần phải xem xét hoạt động của doanh nghiệp đó có đảm bảo tuân thủ pháp luật hay không. Chúng ta có các cơ sở để đánh giá doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp là sân sau của cán bộ thì sẽ có một số biểu hiện hoạt động không minh bạch, vi phạm một số quy định của đảng, nhà nước.